Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Từ nào sau đây viết đúng chính tả? Chúc chắc. Chúc chắc. Chúc chắc. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Theo thứ tự 12 con giáp của Việt Nam, loài vật nào đứng thứ 11? Khỉ, trâu, dê hay là chó? Xin mời bạn. Hỏi. Xin mời. D. Hoàn toàn đúng. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Phương án C. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. B. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Celsius là thang đo giá trị nào? Chiều dài, vận tốc, thể tích. D. Hoàn toàn đúng. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 7. À, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 8. Phương án C. Và đây là một đáp án. Phương án C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. 3 chữ số đầu tiên trên số thẻ căn cước công dân gắn chip cung cấp thông tin nào sau đây? Mã năm sinh, mã giới tính, mã tỉnh, thành phố hay là các số ngẫu nhiên? Rồi. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Tôi xin được trợ giúp cho câu hỏi này là đáp án C. Bạn đã chọn câu C. Riêng với câu này thì câu trả lời phương án C hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 10. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Phương án B. Và đáp án đúng của câu này. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác.
Người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 10. Phần thưởng hiện tại đang là 22 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 11 thì phần thưởng sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 11 chưa? Xin mời câu số 11. A là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 12. Thành phố nào là nơi đầu tiên thực hiện đo và kiểm soát lượng khí thải carbon từ hoạt động của du khách? Valencia, Tây Ban Nha, Venice, Ý, Rotterdam, Hà Lan hay là Lyon, Pháp? Năm mươi năm mươi. Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi hai phương án sai. A là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Theo những nghiên cứu thì lượng khí thải carbon từ du khách đến với lại Valencia đã là 1,3 triệu tấn CO2 trong năm 2019. Do vậy là họ đang muốn trở thành một thành phố không phát thải khí carbon vào năm 2025. Và đây là lý do mà họ muốn kiểm soát việc đấy. Xin mời câu hỏi số 13. Xin mời câu hỏi số 13. Phương án C. Và đây là một đáp án chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 14. Loài động vật nào ở nước ta còn được đồng bào dân tộc Rackley gọi là min? Xếu đầu đỏ, bò tót, sao la hay là tắc kè bông? Câu B. Và đây là một đáp án B, hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 15. Phương án B. Và đáp án đúng của câu này lựa chọn vừa rồi là một lựa chọn hoàn toàn chính xác. Tôi có người chơi cùng chiến thắng 150 triệu, thực hiện được hành trình từ câu hỏi số 1 và đến tận câu hỏi số 15. Xin chúc mừng bạn.